Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Lương Thùy Linh tạo penthouse tiền tỷ ở tuổi 21, nhìn gia tài của nàng hậu mà ngưỡng mộ quá đi. Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019, Lương Thùy Linh gây ấn tượng với công chúng bởi ngoại hình xinh đẹp, chiều cao ấn tượng 1m78. Không những vậy, người đẹp còn sở hữu đời tư không scandal. Cô luôn tập trung vào học tập và phát triển sự nghiệp. Mới đây vào ngày 25 tháng 5, nàng hậu gây choáng khi chính thức tạo cho mình căn penthouse tiền tỷ. Đây là kết quả của quá trình đi làm và tích góp không biết mệt mỏi của người đẹp Cao Bằng trong suốt thời gian qua. Phong cách trang trí nhà của nàng hậu hướng đến sự hiện đại, tối giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Tông màu chủ đạo của căn penthouse là trắng xám, tôn lên không gian thoáng đãng sáng, giúp Thùy Linh tận dụng mọi góc ngách để sống ảo. Người đẹp cũng tiết lộ thêm, sở thích của cô ở nhà là đọc sách, nấu ăn và trang trí nhà cửa. Qua loạt ảnh mới chia sẻ, cô đã khéo léo khoe từng góc của tổ ấm nơi mình đang ở. Được biết căn hộ Thùy Linh nằm ở tầng 39-40 của tòa nhà ở Hà Nội. Nàng hậu trang trí nhà theo phong cách tối giản để mang lại sự trẻ trung và hiện đại. Người đẹp Cao Bằng tự tay cắm hoa để giúp tổ ấm thêm tươi mới. Nhìn những gì mà nàng hậu này làm được, khó có thể tin là cô mới chỉ 21 tuổi. Sở thích của Thùy Linh khi ở nhà là đọc sách thư giãn đầu óc. Người đẹp sinh năm 2000 cho biết bản thân vô cùng vui mừng vì có thể mua được nhà sớm hơn dự định và bắt đầu một cuộc sống tự lập sau gần 2 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hiện tại cô đang theo học chuyên ngành kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương. Dù bận rộn với việc học tập, song Thùy Linh vẫn khiến khán giả phải ngưỡng mộ vì đảm nhiệm tốt vai trò của một hoa hậu. Không những vậy, cô còn được biết đến với cương vị giám đốc phát triển dự án của một tập đoàn bất động sản. Gần 2 năm sau khi giành được vương miện, Lương Thùy Linh đang cho công chúng thấy được sự lột xác trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, không vì thế mà cô nàng đánh mất đi sự vô tư hồn nhiên sẵn có của mình. Mỹ nhân Cao Bằng là hình mẫu lý tưởng cho nhiều cô gái trẻ có động lực phấn đấu học tập theo. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.